Dạ vâng, em Quyết Auto xin mến chào quý khán giả và quý nha. Trở lại video clip trong buổi sáng ngày nay thì em Quyết Auto xin phát báo tiệm video tiếp thị và tư vấn tới toàn thể quý nha. Những combo một cấu hình cao kê tư vấn tới toàn thể em cặp loa JBL SX800 mang mã số model là SX812M đó nhá. Nói đến SX800 là cái series mang cao của đời SX các bác nhá. Đấy. Thì ngày hôm nay em Quyết Auto xin phép các bác tư vấn tới toàn thể quý nha. Cặp loa SX812M được sử dụng một bát 30 từ 200A côn 100 có nhá. Và đặc biệt của nó thì sử dụng một tép neo côn 75. Thì dòng loa SX812M này được sử dụng và chạy những củ bát song song với những dòng 472X và AM6212. Nó chạy với củ bát mang mã số model là 2206 HPL của anh nhá. Đặc biệt sử dụng một tép neo côn 75, mã số tép của nó là 2432H các bác nhá. Rồi thiết kế của cặp loa SX812M này thì được bố trí và sử dụng thùng gỗ nạm sơn sần cát cao cấp, chống nước, chống va đập, chống ẩm mốc các bác nhá. Đấy. Với cặp loa SX812M thì được đánh giá một cái dòng loa 4 số cao cấp của đời bát 30 của series 8 các bác nhá. Nó sử dụng cổ bát từ thường tép leo. Đấy. Nó công suất của nó thì quá khủng luôn bạn. Công suất của nó thì dao động từ 600 đến 800, maximum của nó đến 1600W mà nhá. Cực khủng. Đấy. Thiết kế thì rất nhỏ gọn, hạt đỗ này thôi, nhưng mà công suất của nó thì quá tuyệt vời đúng không các bác? Thì các bác nào phòng nhà các bác nào phòng từ rộng từ 25 mét vuông trở xuống, các bác đánh cặp loa JBL 812M này thì đảm bảo đậm đà về chất cao kỳ cũng như tường nhạc các bác nhé. Và thông số kỹ thuật của nó thì đời thì cao rồi các bác nhé, nhỏ hạt đỗ thôi nhưng mà quá uy lực và mạnh mẽ chất về cao kỳ. Thì ngày hôm nay em Quyết sử dụng và phối ghép một cúc đẩy Crown Marcotec 2400 và sử dụng một vang số APP K1000 của Tân Cường, hàng chính hãng thôi nhá. Và sử dụng một bộ mic Enly Pro cao cấp. Đấy. Thì các bác nào phòng gia đình cũng như là 25 mét vuông trở xuống thì có điều kiện cũng nạp thêm một cục súp bát 40 như súp hơi hoặc súp điện như em Quyết đang phối gặp đây, là cục súp điện P3 bát 40 từ 220 côn 100 vào thì quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Nó tạo lên tiếng bát dày dặn và ấm tiếng đó nhá. Đấy, dày dặn hơn và tạo độ bền cho những cặp loa JBL SX812M đó nhá. Đấy. Với combo cơ hình này thì các bác sử dụng để quá đẳng cấp và lời ca kê. Em Quyết sẽ báo giá combo cơ hình này. Với combo cơ hình này thì đầy đủ thiết bị súp sẽ nhỉnh trên 80 triệu một chút coi nhá. Với combo cơ hình này, hàng bao chất cho toàn thể anh em. Với cặp loa SX812M này thì em Quyết khẳng định là nó là có thể nói là nó thiếu thùng xốp, thiếu thùng xốp bạn, đẹp trên 95%. Và cặp loa cũng như chất âm của nó thì các bác không thể chê được về chất âm là bát 30 từ thường mà chạy của bát đời cao nhất của bát 30 mà nhá. Đấy. Công suất của nó thì ngang nhau với 815M. Về công suất thì 815M nó sẽ sử dụng củ bát 40 từ 220/100, nhưng mà về công suất nó thì ngang nhau. Đặc biệt thì cũng sử dụng củ tép của nó là 2023H của 82M các bác nhá. Thì các bác nào muốn sử dụng những combo như này thì alo cho em Quyết qua số máy 0933 9062 184 các bác nhá. Em Quyết bao chất bao hay cho toàn thể quý nha. Nó tuyệt vời đó. Các bác nghe tiếng tép và tiếng bát nó vẩy rất là hay, tiếng tép nó vẩy rất là bay và đầy đặn lan tỏa cái phòng cao kê nhà bác thì quá tuyệt vời. Về đường tép, đường bát của nó rất là sâu, mềm, chắc, nhỏ nhỏ hạt đỗ thôi nhưng mà quá tuyệt vời. Về công suất của nó, đấy. Thì sau đây
Quyết sẽ cho các bác nghe một đoạn nhạc mạnh của cặp loa STX này các bác nhé. Bác đợi một chút em tìm một cái bài bản nhạc mạnh để các bác lắng nghe cái chất của cặp loa này. Đấy. Ok. Ok, Quyết sẽ cho to một chút để các bác lắng nghe chất của nó. Cực khai luôn. Bác nghe cái tiếng bát và tiếng lửa cháy chắc luôn. Bác vừa thưởng thức một đoạn nhạc mạnh của cặp loa STX812M, sóng loa bass 30 từ 220 côn 100, đặc biệt sử dụng một tép neo côn 75. Thì các bác nào cũng quan tâm đến combo cơ hình này thì alo cho em Quyết qua số máy 0339062184 các bác nhé. Quyết xin cảm ơn quý khán giả và quý nhé đã theo dõi video.